Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta đến với một cây nguyệt quế tại hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long. Cây này bóng khá đẹp và cũng là những cây chơi cái tầm nhỏ, rất dễ chơi, hai người bê. Cây này hoành được 24 bác Sinh ạ. Hoành được 24. Cao được 58. Tàn được 60. Cây này báo với anh em là 3 triệu. Giá 3 triệu. Đang chuẩn bị có hoa này. Nguyệt quế sẽ rơi vào tháng 3, tháng 4 là dày hoa luôn đấy. Giá 3 triệu. Nguyệt quế. Vâng, bên cạnh một cây nguyệt quế tiếp theo dáng siêu. Hoành đo chỗ này được 40. Cao 40. Rộng 50. Cây này báo anh em là 2 triệu rưỡi. Cây này là giá 2 triệu rưỡi à? Tiếp đến một cây tùng La Hán. Hoành là 46. Cao 70. Tàn 90. Đây này báo anh em 12 triệu. Giá 12 triệu. Vâng, và trong khi tôi làm chương trình ở đây thì cái bộ phận đóng hàng của hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long, các anh các chị làm rất là tất bật. Đây là những cái tác phẩm được giao lưu đầu xuân năm mới, đi tất cả các tỉnh từ miền Nam Sài Gòn cho ra đến miền Trung là ở Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, cho đến các tỉnh phía Bắc đều có hết. Đấy, đây, bộ phận đóng hàng của các anh ấy đấy. Đóng xong đai kiện rồi để sớm mai xe của chuyển phát bưu điện sẽ tới để nhận hàng. Chào bác Sinh, chào anh em. Vâng, từ trưa đến giờ anh đóng được mấy tác phẩm tất cả rồi? Mấy thùng như thế này? 6 thùng nữa. 6 thùng như này à? Vâng, đấy. Những cái việc làm cảm thấy là vui nhất là ở những cái chỗ này đây. Đây ví dụ như là kiện hàng này đến về đến tỉnh Gia Lai này, huyện Đức Cô này. Đấy. Một cặp mai này. Đấy. Vâng, và đây là quận An Dương, Hải Phòng này. Rất nhiều và rất nhiều. Đấy. Cho nên các bạn trong khi tôi quay video mà các bạn nghe thấy cái tiếng nó cứ sẹt sẹt sột sột đấy là cái tiếng băng dán, tiếng dán ni lông của anh Trần Hoài, phụ trách về cái khâu đóng hàng cho khách đấy. Đây. Và kể cả những cái khóm trúc quân tử đây cũng được di chuyển vào các tỉnh phía Nam. Những cây mai này. Đấy, cái tiếng nó tiếng soạt soạt là tiếng bóc của những cái cuộn băng dán này. Và tiếp tục đến một cây xanh. Những cây xanh mà cứ 1 triệu một cây như thế này thì hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long không nhập về kịp, không đi sưu tập về kịp để bán cho anh em đâu. Đợt này có hơn chục cây thì chắc là ngày mai tôi phát nốt video này lên nữa là cũng hết tất. Vâng, anh làm rất cẩn thận nhé. Cố định giữa cái gốc và cái chậu để cho long sóc không bong ra đúng không? Cây to thì phải đóng bằng khung gỗ và khung sắt này bác. Vâng, đây có cả những cái cây lớn thì có cả khung sắt cố định cho nó khỏe. Đấy. Còn đâu là khung gỗ là chính, những cây tầm nhỏ.
Còn cây cần nữa thì là hộp xốp. Được đấy. Cần thiết nữa thì di chuyển trực tiếp bằng máy cẩu. Vâng. Còn nếu mà to nữa thì không đóng nữa mà di chuyển bằng cẩu tự hành luôn. Vâng. Rồi, cảm ơn các anh nhá. Vâng, và tiếp theo chúng ta đến với cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế này có hành là 35. Rồi. Có cao là 40. Rộng là 70. Cây này báo với anh em là 4 triệu. Vâng. 4 triệu. Đây là cây trà Phúc Kiến. Đâu? Không phải, cây này cây sam trái. Sam trái. Rồi. Hoành là 40. Hoành 40. Cây này nhiều trái lắm, trái kín, năm ngoái già. Được rồi. Cao 60. Ừ. Tán rộng 60. Cái này bà con đang báo là 8 triệu. Giá 8 triệu. Rồi rồi, tiếp. Cây tùng này. Cây tùng tuyết này. Tùng xà và tùng xà này. Tùng xà. Hoành được 17. Cao 90. Rộng 60. Cái này báo với anh em là 5 triệu. Rồi, giá 5 triệu. Ok. Cái tiếp. Cái loại giấy. Chú đứng tránh nha một tí. Đấy, đây rồi, cây hoa giấy dáng siêu này. Ờ, cây này dáng bay bay đẹp nhỉ. Tán bay 60. Chiều cao từ dưới lên đến 40. Cái này báo anh em là 2 triệu rưỡi. Giá 2 triệu rưỡi. Ok. Tiếp đến cây tùng La Hán này. Hoành là 44 này. Cao 90 này. Tàn 90 này. Cái này báo anh em là 6 triệu. Và chúng ta đang đến với một cây găng tu hú. Găng tu hú, cây này hoành là 55 này. Ừ. Cao 90 này. Tán 90 này. Cái này báo anh em 4 triệu. Răng này giá lắm rồi. Đây là cây nguyệt quế này. Cây nguyệt quế này hoành là 28 đấy. À. Cao 80 này. Rộng 80 này. Cây này báo anh em 3 triệu rưỡi này. À, cây này giá 3 triệu rưỡi đây. Thế còn cây dáng trực tiếp theo này. Cây này hoành là 40 này. Cao 80 này. Rộng 65 này. Cây này báo với anh em là 4 triệu rưỡi này. À. Rồi, 4 triệu rưỡi. Và chúng ta đến với cây linh sam. Cây này hoành được 30 năm này. Cao 40 này. Rộng 50 này. Cây này báo anh em 3 triệu này. Cũng một cây linh sam cần lũa nữa. Cây linh sam lũa này.
khoanh nghe 30. Cao 50. Rộng 80. Cây này báo anh em 3 triệu. Đây, con hàng VIP nhất của sân bãi này. Từ từ. Cái này là 3 triệu à? Vâng. À, còn cái cây xanh Nam Điền đây này. Cây VIP lắm này. À. Anh em đấy. Cây tầm nhỏ. Năm nay dáng bài này. Đây này, ông Dương của ông Trung đang báo 4 triệu rưỡi. Nít từ trên xuống dưới nào. Đo hành nha. Hoành là 37. Cao là 26. Tàn 50. Giá 4 triệu rưỡi. Và ở đây là cây tùng kim cương. Cây hoành là 38 này. Rồi. Cao là 80. Rộng là 1m1 này. Cây này báo anh em 35 triệu. Em đứng sang một bên đấy. Cây bóng của cây tùng kim cương chúng ta đang thưởng thức trên một cái chậu quạt. Chậu bằng xi măng. Giá là 35 triệu. Và tiếp tục đến với một cây tùng Đài Loan. Hoành được 43. Cao 1m2. Tàn 1m7. Cái này báo anh em 35 triệu. 35 triệu cái này. Đây là cặp đôi cây phi lao, hai cây trên một chậu. Cao ở 80. Tàn rộng 1m. Trông một cái chậu tàu rồi. Chậu này là 5 triệu. Hoành được 20. Cặp này báo anh em 15 triệu. Vâng, hai cây phi lao giá 15 triệu. Tiếp đến một cây ổi ta này. Hoành được 35. Cao được 77. Tàn được 1m3. Cây này báo anh em 8 triệu. Rồi. 8 triệu cái này anh. Vâng. Hợp lý thế. Cái này hay quá. Và chúng ta chuyển đến một cây xanh dáng trực quyền. Hoành được đo chỗ ôm đá được 90 ốc trình. Vâng, đá thấm thủy. Tán đổ từ mặt này đến 1m3. Cao 70. Cây này báo anh em 11 triệu. Và một cây tùng La Hán. Cây này bị lốp mấy chỗ thân nhưng mà nhìn đâm ra hay nhỉ. Vâng, hoành 30. Ừ.
Cây này già lắm rồi. Cực già luôn đấy. Già già lên tem. Cao 1m1. Tán 1m1. Cây này báo anh em là 15 triệu. Rồi, 15 triệu. Hoành đây được 100. Và một cây xanh Nam Điền bám hoành, đá. Hoành 100. Cao 80. Rộng 1 mét. Thì báo anh em là 20. 20 triệu. Vâng, tới thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp của cuốn sau. Và còn hai cây giáng huyền tôi chia sẻ tiếp với các bác luôn trong cuốn video này, này. Và hai cây đối nhau đây. Đấy. Đây là hoành chỗ này được 50 bác Sinh à. Rồi. Hoành 50 này. Cao là 60 này. Tàn đổ từ đầu đến cuối là 1m rưỡi này. Đây là một cặp bác Sinh nhá. Vâng, đây là một cây bên này nữa. Đối nhau đây. Cặp này báo anh em là 40 triệu. Giá 40 triệu một cặp. Vâng, 20 triệu một cây. Rồi. Nó tương tự nhau anh em nhá. Thôi không phải đo, cái đấy không phải đo. Các bác yêu thích thì anh Hiệp sẽ tỉ mỉ kích thước lại lần nữa. Đây tôi thấy các anh cũng có một cặp đôi cây linh sam này. Vâng, đây một cặp đôi linh sam anh em đang chỉnh tán đây này. Được đấy, đưa lên cái chậu này vừa đẹp đấy. Hoành đi được 30 bức Sinh này. Rồi. Này ra hoa thì đẹp này. Đẹp đấy. Tán đổ là 50. Cây cực già luôn nhá. Chiều cao là 40. Cặp này báo với anh em là 8 triệu. Hai chậu rất giống nhau. Vâng, 4 triệu một cây anh em nhá. Vâng, đây. Cây rất già. Giá 4 triệu một cây. Đấy. Tiếp đến một cây xanh nữa. Điền đây. Chạy sang bên kia, chạy ngồi sang bên kia. Rồi. Điền này anh em nhá. Ừ. Đây này là hoành là 57 này. Cao 70 này. Tán là 80 này. Cái này báo với anh em là 20 rồi. Được rồi. Vâng, chúng ta di chuyển đến một cây đề. Đề đỏ đây. Vâng. Đề bám đá luôn, ôm đá luôn đấy. Đấy. Này nhá. Mặt bên này khẽ. Chắc là mặt trái sao? Vì tôi thấy cái pho tượng nó quay sang bên kia. Đúng rồi, mặt bên này mới là mặt phải. Bên này này. Để tôi sang bên đấy nhá. Thôi cứ quay quay bên này xong rồi chuyển sang bên đây. Cây bồ đề đây. Cửa Phật có cây bồ đề đây. Nào, chú chạy sang bên này đi. Đúng rồi, bên này là mặt phải đây. Đấy, hay phết đấy. Quá được nhỉ, nhìn dáng được ấy. Cái đề đẹp lắm anh. Hoành được 70. Đề đỏ anh em nhé, đề quý đây nhé. Cao 90. Đây này báo anh em là 15 triệu. Và giá 15 triệu. Vâng, chúng ta đến với anh Trần Hoài và Trần Hiệp theo hai số điện thoại này để giao dịch nhé. Vâng, và đây là chúng ta đến với một cây khế. Khế này là khế ta, khế thường chứ không phải khế gân. Vâng, khế miền Bắc ấy, khế chua đấy. Khế
Cái này ngon lắm. À, anh chạy tôi xem có cái cái nhánh thân nó gục xuống xong lại vồng lên cũng hay nhỉ. Thôi đẹp. Có hành được 45. Cao 90. Rộng 60. Đấy, dây bà con đang đi đấy, bà con đang đi các kiểu thế đấy. Đây này báo với anh em là 12 triệu. Rồi. Nhất trí, giá 12 triệu. Vâng, và bên này là cây tường vi. Cây tường vi này cái chậu hơi to này. Chúng ta phải thay cho cái chậu nhỏ để mùa hè nó ra hoa đẹp lắm anh em này. Con này là cây tác phẩm này rất đẹp. Hoành là 70. Cao 45. Tàn 70. Cây này báo anh em 12 triệu. Rồi. Giá 12 triệu. Đây tường vi mùa này nó ngủ đông nha bà con nhé. Trông như cây chết nhưng không phải đâu. Đây, bắt đầu nảy mầm. 1 2 tuần nữa nó phun ra lộc cứ đỏ rực kìa, đẹp lắm, lúc đấy chơi lộc mà. Vâng, và tới thời lượng này Độ Sinh cũng xin dừng cuốn video này ở đây. Chúng ta đã vừa thưởng thức xong hơn 10 cuốn video tại Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Tôi chia sẻ vào trung tuần tháng riêng âm lịch. Cứ mỗi một dịp là ngày giữa tháng âm lịch thì chúng ta lại tiếp tục kết nối với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.